Người hành tinh văn minh đã từng đến địa cầu. Cách đây rất lâu, đã từng có người từ những tinh cầu cao đẳng xuống dạy chúng ta. Có người đến từ thế giới trung đẳng, có người đến từ những thế giới cao hơn, có người đến từ thế giới cao nhất. Những chúng sinh của thế giới trung đẳng dạy chúng ta chế tạo những máy móc tân tiến, những thần thông kỳ lạ để giúp cho đời sống của chúng ta thêm thoải mái, phong phú và văn minh. Địa cầu chúng ta đã từng trải qua những thời đại huy hoàng, chẳng hạn như thời Atlantis, là nhờ có các vị đại sư từ thế giới trung đẳng xuống dạy người địa cầu chúng ta. Thời đó, địa cầu chúng ta rất văn minh. Nghe nói hiện nay có một số nhà khảo cổ đã tìm thấy một số di tích về văn minh của thời đại đó. Truyền hình và báo chí có khi cũng báo cáo. Sư phụ rất ít xem truyền hình báo chí. Quý vị đọc báo, có thấy đăng những chuyện này không? Truyền hình có báo cáo chuyện này không? Dạ có. Có hả? Vậy ok, sư phụ nói đúng mà. Tuy địa cầu lúc đó rất văn minh, nhưng có một số người không đủ đạo đức, nên về sau những cơ khí văn minh ấy quay ngược lại, trở thành công cụ tiêu diệt chính mình. Những công cụ tối tân đó về sau bị chúng ta dùng để tiêu diệt chính nền văn minh của mình. Chúng ta đã tàn sát lẫn nhau. Chúng ta không biết ơn những vị thầy từ các thế giới cao mà càng lúc càng đòi hỏi quá đáng và cũng không an phận. Cho nên cuối cùng đã dẫn tới chiến tranh giữa các hành tinh. Địa cầu bị các tinh cầu khác đánh bại và về sau trở thành một tinh cầu không văn minh. Và rồi một thời gian rất lâu sau đó, các chúng sinh văn minh ở những tinh cầu khác không dám đến dạy dỗ chúng ta. Master Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị vào tháng 3 năm 1992 tại Tokyo, Nhật Bản, nguyên văn tiếng Trung Hoa, bản tin số 25. Mỗi quốc gia có phước báo riêng. Có một hôm tôi nói với người bên cạnh, tôi không nhận ra Formosa, Đài Loan nữa. Đây không phải là Formosa. Từ trường cao giống như Âu Mỹ vậy, hiểu không? Tiêu chuẩn bên trong đó. Tôi nói với mấy người, lạ quá, sao hôm nay tôi không nhận ra Tây Hồ, không nhận ra Formosa, Đài Loan. Chúng ta ở Formosa thật sao? Sư tỷ từ Đức nói với tôi, dạ đúng rồi sư phụ, chúng ta đang ở Formosa, Đài Loan. Đang ở Formosa. Formosa. Tôi nói, tôi biết, tôi nhớ mình có đến Formosa, Đài Loan, nhưng sao hôm nay không nhận ra nhỉ? Sau mấy ngày trở về thì tôi không nhận ra Formosa, không nhận ra Tây Hồ nữa. Không thể xác định mình đang ở Formosa, Đài Loan. Tôi không nhận ra, thật đó. Rồi tôi lại nói với người bên cạnh lần nữa, sao tôi lại không nhận ra Formosa, Đài Loan nhỉ? Tôi thật sự đang ở mẹo lý Tây Hồ sao? Tôi lẫn lộn đến mức vậy đó. Tôi cũng biết là mình đang ở Formosa, Đài Loan, nhưng mà không nhận ra. Đột ngột mà, bởi vì thay đổi nhanh quá. Lúc đó tôi ở phòng làm việc, nhìn ra ngoài thì có cảm giác đó, bỗng chốc thay đổi. Thay đổi nhanh quá, thấy giống như tôi đang ở châu Âu vậy, hiểu không? Ở châu Âu, quý vị biết rồi, đường xá của người ta rất sạch sẽ, nhà cửa ngăn nắp, cỏ cây, mọi thứ đều rất đẹp, phải không? Người ta rất là tuân thủ luật pháp, rất tôn trọng pháp luật. Ví dụ quý vị đi Áo, ở chỗ Lovenhut đó, rồi đi dạo chung quanh quan sát có phải rất đẹp, rất ngăn nắp không? Có người rất tốt bụng, thân thiện. Tiêu chuẩn của người ta khác hẳn vì tâm linh bên trong của họ khác, nên họ có phước báo được ở quốc gia đó. Thật như vậy đó. Mỗi quốc gia có từ trường riêng, ví dụ giống như Đức trước kia chia làm hai quốc gia, Berlin chia đôi, rồi có nghiên cứu nói rằng hai nơi đó khác biệt rất lớn. Sau này an bình rồi hợp lại thành một, cách bức tường thôi. Người dân giống nhau nhưng hai trình độ, tinh thần, thái độ, cá tánh đều khác nhau, thật sự khác nhau. Còn Pháp và Ý nữa, ví dụ ha, cách một con đường thôi mà khác hẳn. Ngôn ngữ cũng khác, thức ăn khác, phong tục khác, thái độ khác, tính cách khác. Quý vị biết ha, thật sự mỗi quốc gia có phước báo và nghiệp chướng riêng. Địa cầu là một nơi rất tốt.
Nếu mỗi chúng ta đều tu hành, chúng ta sẽ hiểu được triết lý của Khổng Tử và Lão Tử. Nếu chúng ta áp dụng triết lý đó vào thế giới này, cùng với khảo cứu khoa học tân tiến, địa cầu sẽ không thua xuất một hành tinh nào, ngoại trừ những hành tinh rất tiến bộ về tâm linh. Địa cầu chúng ta có thể phát triển tới một trình độ rất cao. Địa cầu chúng ta là một nơi tuyệt hảo. Nơi đây chúng ta có thể trồng trọt. Chúng ta có rất nhiều khoáng chất như kim cương và pha lê. Chúng ta có nhiều kim cương. Nếu chúng ta mang tất cả kim cương ra cho đại chúng, thì giá cả sẽ không quá cao. Rồi phụ nữ sẽ có thể đeo nhiều kim cương. Mình sẽ không chỉ đeo một hạt nhỏ xíu và đắt tiền như vậy. Mình có nhiều, rất nhiều kim cương, nhưng họ không đưa ra công chúng nhiều để họ có thể bán giá rất cao. Chúng ta có thể làm ra nhiều dụng cụ tốt với kim cương và pha lê. Trên những hành tinh khác, người ta dùng những thứ này để chế tạo máy móc, giúp cho đời sống thoải mái hơn. Họ có thể làm đĩa bay, làm nhiều đồ vật tốt cho sức khỏe và phục vụ con người. Nguyên thủy, kim cương không chỉ để người ta trang sức thôi. Kim cương là loại khoáng chất rất quý. Kim cương có thể dùng để chế tạo nhiều công cụ và máy móc tối tân. Hiện tại chúng ta chưa làm như vậy được. Chúng ta không có khoa học gia giỏi để pha trộn kim cương, pha lê và vàng để chế tạo những máy móc như thế. Nhưng chúng ta có thể có trong tương lai. Nếu chúng ta có thể liên lạc với các hành tinh khác và học hỏi từ họ, cùng với sự phát triển về trí huệ của chúng ta, địa cầu sẽ trở nên rất tuyệt vời. Tôi cũng hy vọng sớm đến ngày đó. Đời sống của chúng ta sẽ thoải mái hơn nhiều. Địa cầu tốt hơn một số tinh cầu khác. Có những tinh cầu không được tốt như ở đây. Đất đai của họ không màu mỡ, ít khoáng chất, ít vàng và ít kim cương hơn, chẳng hạn vậy. Nhưng họ sống theo cách khác. Hoàn cảnh nơi đó buộc họ phải tìm cách sinh tồn theo những cách khác. So với địa cầu của chúng ta, đời sống của họ không tốt mấy. Họ không có được đời sống thoải mái và thiên nhiên như chúng ta. Mặc dù máy móc của họ tối tân hơn, họ không có gì để so sánh với bầu không khí nhàn hạ và thiên nhiên ở nơi đây, với rất nhiều cây cối và trái cây. Dĩ nhiên, cũng có những hành tinh đẹp hơn địa cầu chúng ta. Tuy nhiên, chúng ta, những người tu hành Pháp Quán Âm không muốn đến đó. Tôi chỉ giới thiệu sơ lược để quý vị biết. Chúng ta có những nơi khác tốt hơn để đi. Những hành tinh đó sản xuất máy móc tương tự máy móc của chúng ta ở địa cầu, nhưng họ không phải là hành tinh tiến bộ về tâm linh. Một số hành tinh tiến bộ về tâm linh thì văn minh hơn rất nhiều. Họ thậm chí không cần dùng máy móc. Họ không cần dùng đĩa bay để du hành và vẫn biết rất nhiều điều. Họ không cần ngôn ngữ để hiểu nhau. Địa cầu của chúng ta không được văn minh như vậy. Máy móc tối tân nhất của mình là hỏa tiễn, phải không? Chúng ta chưa có dĩa bay. Có thể trong tương lai chúng ta sẽ có. Nếu thế giới chúng ta muốn tiến bộ hơn, thì có hai cách. Cách thứ nhất là tu Pháp Quán Âm, phát triển chính mình, tìm trí huệ thật của mình và đi theo bước tiến của các hành tinh khác. Cách thứ hai, chúng ta có thể mua đĩa bay mà các hành tinh khác xuất cảng, rồi chúng ta có thể du hành đến các hành tinh khác. Như vậy cũng tốt. Nếu không thì thật là đáng tiếc cho địa cầu. Không khí của mình rất tốt. Bầu khí quyển của chúng ta có nhiều khí khác ngoài oxy mà chúng ta có thể dùng. Có thể chúng ta sẽ khám phá là mình không cần dùng nhiên liệu hóa thạch. Chúng ta có thể tạo ra phi cơ bay rất nhanh, dùng khí đốt thiên nhiên có trong bầu khí quyển. Nhiều loại khí có thể dùng được, và rồi địa cầu sẽ không bị quá ô nhiễm bởi khí thải từ xe hơi, không tốt cho sức khỏe của mình. Địa cầu chúng ta rất phong phú, đất nơi đây cũng rất tốt. Nếu quý vị tu hành nhưng không muốn đi đến các hành tinh khác thì cũng được, nhưng quý vị vẫn cần tu hành để giúp địa cầu ngày càng tốt đẹp hơn. Cảm nhận tình thương từ địa cầu. Khi tôi đi chân không trên đất, tôi cảm nhận tình thương từ địa cầu. Thật vậy, trời ơi, địa cầu thương tôi. Trước đây tôi không biết, tôi chưa hề cảm nhận trước đó.
Có lẽ địa cầu luôn thương tôi, nhưng tôi chưa bao giờ cảm nhận. Lần này tôi cảm nhận thật mãnh liệt, gần muốn khóc. Tôi cứ đặt chân mình ở đó. Tôi cứ ngồi đó và đặt chân lên mặt đất, vui hưởng cảm giác yêu thương từ địa cầu. Quý vị thử xem địa cầu có thương quý vị không? Ý tôi là địa cầu thương quý vị, nhưng thử xem quý vị cảm nhận được không? Trời ơi! Cảm thấy như một làn sóng điện ấm áp, rất dịu dàng, khiến mình cảm thấy thật... Tôi không giải thích được. Tôi không nói cho quý vị hiểu được. Tôi chỉ cảm nhận và thật là cảm động. Thật sự vô cùng dễ chịu. Tôi hy vọng quý vị cảm nhận giống vậy, vì cảm giác đó thật dễ chịu. Cảm giác thật tuyệt đẹp. Tôi cảm nhận rất mạnh gần đây, vì lúc trước tôi không đi chân đất nhiều vậy. Gần đây tôi thích đi chân đất. Hồi giáo tượng trưng cho hòa bình. Chấn, thưa sư phụ, nhiều người trách Hồi giáo về việc cổ vũ chiến tranh và bạo động, nhất là vì trong kinh Koran có nói đến bạo lực. Chẳng hạn, có một câu nói rằng những ai sát hại vì đấng Allah có thể lên thiên đàng. Xin sư phụ chia sẻ suy nghĩ của ngài về điều này. Sư phụ, được. Nhân tiện tôi đã kiểm lại điều đó với thiên đàng. Tôi đã đến thư viện của cảnh giới thứ hai để kiểm xem những gì được viết trong kinh Koran. Ý tôi là những gì thật sự được viết từ nhà tiên tri. Trong chương ghi lời dạy của Mohammed, có vài câu nói về bạo lực. Có người để vào đó, không phải vị tiên tri. Xin hòa bình đến với ngài. Đã nói những điều như vậy. Ngài thương xót ngay cả cừu đực hay bất cứ loài vật nào. Ngài không... Ngài bảo người em họ đừng ăn thịt này kia. Và ngài chỉ thiền và chỉ chăm sóc cho giáo dân của ngài. Làm sao ngài lại nói một điều như vậy? Tôi đã kiểm lại. Tôi có ghi chú đâu đó ở đây để tôi tìm cho quý vị. Để tôi tìm xem. Tôi có ghi chú ở đây. Tôi có viết vì tôi đã đi kiểm tra. Vì tôi cũng cần biết chắc. Người ta trách Hồi giáo, nhưng Hồi giáo thật sự có nghĩa là hòa bình. Và bất cứ khi nào người Hồi giáo, tín đồ Hồi giáo gặp nhau, họ luôn nói, xin bình an đến với bạn. Salam alaikum, đúng không? Điều đó có nghĩa là xin hòa bình an đến với Ngài. Một tín ngưỡng luôn chúc tụng mọi người có hòa bình, làm sao lại có thể gây chiến? Quý vị có nhận ra sự mâu thuẫn này không? Có không? Dạ có, sư phụ. Phải. Nói một cách cụ thể. Khi vị tiên tri xin hòa bình đến với ngài còn tại thế, ngài không bao giờ cổ vũ chiến tranh, giết hại. Nhưng chỉ khi nào ai, người tử vong vì bị khủng bố, thì nhân đó là ngài nói, được, nếu con chết vì thượng đế thì sẽ được lên thiên đàng. Và chắc chắn là vậy. Tôn giáo nào cũng sẽ nói như vậy. Nếu quý vị chết vì thượng đế và quý vị tin vào thượng đế thì quý vị lên thiên đàng. Nhưng không phải nếu giết ai thì quý vị lên thiên đàng. Không phải như vậy. Tôi đã đi thiên đàng kiểm tra. Đây là những gì thiên đàng nói. Tôi trích dẫn. Mở ngoặc. Đừng bôi nhọ thanh danh của đại tiên tri Mohammed bằng bạo lực và thù hận trên danh nghĩa của ngài hay trên danh nghĩa của Allah. Bất cứ ai làm vậy sẽ không lên thiên đàng mà sẽ bị trừng phạt thích đáng ở địa ngục. Vị tiên tri là hiện thân của hòa bình. Hồi giáo tượng trưng cho hòa bình. Vì thế không có sự bạo lực trong Hồi giáo. Đóng ngoặc. Đó là lời cảnh báo cho những ai dùng Hồi giáo vì ham muốn quyền lực hay lợi lộc. Lợi lộc cá nhân. Bởi vì đó là... Được, theo ý kiến tôi, giả sử. Dù quý vị không theo Hồi giáo, giả sử người nào đó sống thiện lành suốt cả đời và đối xử tốt với người khác. Có lòng thương yêu, tử tế, nhưng không biết thánh hiệu Allah, hoặc không tôn thờ thánh hiệu Allah. Người này tôn thờ trời Phật trong cách riêng của mình và là người tốt. Làm sao đấng Allah lại đưa họ vào địa ngục hay bảo người nào đó giết họ? Vì Allah nghĩa là thượng đế kiểu gì mà làm như vậy? Ngay cả loài người chúng ta cũng không làm vậy. Làm sao thượng đế lại trừng phạt bất cứ ai không biết ngài? Để tôn thờ Ngài. Bất cứ tín đồ công giáo nào tôn sùng Thượng Đế trong cách riêng của họ,
Bất cứ Phật tử nào tôn sùng Phật trong cách riêng của họ, bất cứ tín đồ kỳ na giáo nào tôn thờ Thượng Đế trong cách riêng của họ, người Ấn giáo nào tôn thờ Thượng Đế trong cách riêng của họ và làm những việc thiện y theo tôn giáo của họ, sống đạo đức, hành thiện. Cho dù Allah là một vị Thượng Đế khác, làm sao Allah lại trừng phạt họ hay bảo tín đồ của Ngài đi giết người đó vì họ không nói rằng họ là tín đồ Hồi giáo, hoặc nói họ là tín đồ Công giáo, hay họ là Phật tử, hay họ là tín đồ Kỳ Na giáo. Có bao giờ Đấng Allah, bất cứ Thượng Đế nào làm vậy không? Dạ không, sư phụ. Không, ngay cả những người tầm thường như chúng ta không làm vậy. Dù sao đi nữa, đó là quan điểm của tôi. Và tại sao lại có những câu như vậy trong Kinh Koran? Giờ tôi nói tới chuyện này. Quý vị nhớ chuyện một số báo chí và một số người nào đó phao tin xấu về tôi. Điều mà tôi thậm chí không làm, thậm chí không biết, và tôi có bao giờ làm. Nhớ hả? Chẳng hạn, họ nói tôi lấy tiền từ quý vị hay từ đệ tử. Thật ra là ngược lại ha. Là ngược lại. Ngược lại, đúng, sư phụ. Nói ngược lại mới đúng. Tôi vẫn còn sống đây mà không thể tự giải thích, thậm chí không thể biện hộ cho chính mình. Làm sao vị tiên tri xin hòa bình đến với Ngài đã đi lên thiên đàng nhiều thế kỷ trước biện hộ cho mình được? Ngài không hề nói những điều như vậy. Người ta còn nói Phật ăn giò heo. Không đúng. Đó là loại nấm mà heo thích ăn. Họ gọi đó là giò heo, chẳng hạn vậy. Và trong văn bản nguyên thủy, Chúa Giêsu chia nho cho họ và họ dịch, nói Chúa Giêsu ăn thịt và phân phát cá và bảo người ta đi câu cá. Vô lý, thấy không? Và khi Ngài lấy 6 ổ bánh mì và 7 chùm nho, Ngài nhìn lên trời và gia trì, rồi bẻ bánh mì và nho và đưa cho các đệ tử, đặt trước mặt họ và chia đều cho mọi người. Phúc âm của 12 vị thánh tông đồ. Cũng giống vậy với tiên tri Mohammed, Thượng Đế gia trì linh hồn Ngài, xin hòa bình đến với Ngài. Giờ ta nói quý vị biết lý do. Vị tiên tri chưa hề nói điều gì về sự bạo lực và không hề cổ vũ điều đó. Người nào khác viết thêm vào Kinh Koran khi họ thu thập những lời dạy của vị tiên tri sau khi tiên tri Mohammed xin hòa bình đến với Ngài đã lên thiên đàng rất lâu sau đó. Họ viết thêm vào để cổ vũ người ta đánh nhau và dùng danh nghĩa của vị tiên tri vì tư lợi của họ. Bởi vì có một người, sau khi Ngài qua đời, sau khi vị tiên tri, đại tiên tri Mohammed qua đời, xin hòa bình đến với Ngài, hắn để những lời bạo lực vào đó. Hắn làm ra vẻ hắn biết mọi điều về vị tiên tri. Hắn cũng giả vờ là tín đồ Hồi giáo. Vì sau khi vị tiên tri qua đời, các đệ tử đến với nhau và thu thập lời dạy của Ngài, cho vào một cuốn sách và tên này đã giả vờ. Hắn cũng biết vị tiên tri ở đâu đó và biết một số điều Ngài đã nói và rồi thêm thắt vào đó. Thêm vào, thậm chí rất lâu sau đó, thậm chí rất lâu sau khi các đệ tử của vị tiên tri đã qua đời. 40 năm, tôi thậm chí có dữ liệu, trên dưới 40 năm sau khi đại tiên tri Mohammed đã lên thiên đàng, hắn muốn xúi dục sự thù hằn giữa các tín đồ Hồi giáo cho mục tiêu quyền lực và lòng tham của hắn. Tôi thậm chí có ghi tên hắn. Hắn là một người mạo danh. Tên hắn là Mustafa. Mustufa. Không phải Mustafa mà là Mustafa. Mustufa. Tôi có viết xuống đây. Hắn là một chính trị gia và là cố vấn bí mật cho chính phủ vào thời đó. Hắn là cố vấn bí mật cho thủ tướng, được xem là tương đương với chức thủ tướng vào thời bấy giờ. Họ dùng điều đó để giết hại và bắt giam bất cứ ai chống lại nhà cầm quyền vào thời đó. Đó là sự thật. Hắn dùng điều đó thậm chí để điều khiển người Hồi giáo và xúi dục họ bạo lực. Và những người sùng đạo vào thời đó nghĩ là nếu vị minh sư, vị tiên tri đã nói vậy, thì họ phải làm vậy. Và họ chỉ như bất cứ ai họ muốn giết, họ nói,
Ồ, người đó chống lại tín đồ Hồi giáo. Hắn là một người ngoại đạo. Và rồi xúi giục lòng thù hằn. Hay họ diện lý do này để bắt giam hay giết chết tín đồ Hồi giáo sùng đạo. Đó là những gì đã xảy ra. Rồi cứ tiếp tục như vậy và đã được thu thập vào kinh Koran. Và đó là lý do một số tín đồ Hồi giáo tin rằng đó là lời dạy của vị tiên tri, xin hòa bình đến với Ngài, không phải như vậy. Đừng bôi nhọ thanh danh vị sứ giả vĩ đại này của Thượng Đế. Quý vị có nhớ trong kinh Hadith ghi lời giảng của tiên tri có nói rằng Đấng Allah sẽ không bao giờ thương xót bất cứ ai, không có lòng thương xót đối với người khác. Cho nên giết hại người khác nghĩa là không có lòng thương xót. Cho nên Đấng Allah sẽ không bao giờ thương xót những người này. Và cũng tiện đây, nếu chúng ta là tín đồ Hồi giáo và nếu chúng ta giết hại nhau, các giáo phái Hồi giáo khác nhau, thì người ngoài, cho dù họ muốn gia nhập Hồi giáo, họ cũng rất sợ. Thấy không? Họ nên gia nhập giáo phái Shia, hay nên gia nhập giáo phái Sunni, hay những giáo phái khác của Hồi giáo. Vì nếu quý vị theo giáo phái này, giáo phái kia sẽ giết quý vị. Nếu quý vị gia nhập vào giáo phái kia, giáo phái này sẽ giết quý vị. Ngay cả giữa các tín đồ Hồi giáo, họ giết hại lẫn nhau, thì làm sao có ai dám theo Hồi giáo? Nên đây là sự mâu thuẫn đối với tôn giáo mà quý vị lẽ ra phải truyền bá và dạy người ta làm việc thiện. Quý vị phải là tấm gương hòa bình và tình thương. Mà ví dụ điển hình là vị tiên tri Mohammed khi Ngài còn tại thế, xin hòa bình đến với Ngài. Cho nên tôi nghĩ bất cứ ai rất nhiệt huyết với Đấng Allah, với tín ngưỡng Hồi giáo, thì nên ngừng và suy nghĩ lại rằng nếu chúng ta muốn truyền bá Hồi giáo cho thế giới và để người ta tin vào Đấng Allah, thì chúng ta phải làm tấm gương của hòa bình và tình thương. Ai dám theo một tôn giáo khi mà quý vị có thể bị giết bất cứ lúc nào do không thể chứng minh đức tin của mình ở Thượng Đế? Không ai cả. Không có Thượng Đế nào cả. Không có Thượng Đế nào. Không có vị tiên tri nào muốn làm khổ con cái nào của Thượng Đế. Chắc chắn là vậy. Rất hợp lý, phải không? Tôi chỉ muốn nói với quý vị điều này để thanh minh cho đại tiên tri Mohammed xin hòa bình đến với Ngài. Ngài là một đại thánh nhân, đại tiên tri, người con vĩ đại của Thượng Đế. Ngài không hề khuyến khích bất cứ tư tưởng hay hành động bạo lực nào giữa đệ tử Ngài. Không bao giờ cổ vũ điều đó. Ngài là một chúng sinh đầy yêu thương, tử tế, từ bi, trí huệ và khai ngộ. Trích đoạn từ các bài giảng của Master Thanh Hải Vô Thượng Sư trong các buổi trình chiếu trên truyền hình Vô Thượng Sư.